Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi số khác tham khảo và trải nghiệm dần. Mẫu kẹo em quay như nào em sẽ gửi hàng cho em như thế, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu. Cam kết đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size luôn cho anh em. Đấy. Anh em nhớ cái bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể luôn cho anh em. Thì hôm nay lên cho anh em cái clip là em thanh lý cái cành cũ này, giá là 500.000 cái cành này. Đấy, cành này thì thật ra là cũng có vết bắt chân ốc rồi, cành này cành cũ. Đấy. Đấy, nó vẫn ngon. Đây anh em nhìn cương này, vẫn ngon. Đấy. Thì mình thanh lý cho anh em là 500.000 bao ship. Cành này cành 20 inch nhá, 635. Đấy, anh em thiện chí mua cành thì liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại này, em sẽ thông khương trực tiếp luôn cho anh em xem. Mình thanh lý cho anh em với giá là 500.000 cái cành này. Đấy, bao ship, bao tiền ngụy trang. Đấy, anh em nhìn khương này, cắn vẫn đều nhá anh em nhé, vẫn còn khương. Đấy, ngon. Thì cái cành này thì anh thằng khách nó đổi của mình, thì bây giờ mình thanh lý cho anh em. Đấy. Giá là 500.000 vẫn dùng được, vẫn ngon nha anh em nhé, vẫn dùng được, vẫn ngon. Đấy, 500.000 cành cũ này. Thì nếu mà anh em thiện chí mua thì liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại trên Zalo. Còn anh em mà mua kẹo chì nhá, lấm, sờ lung, motor, đầy đủ tất cả loại, nhà mình bán hàng rẻ từ 300.000 đến 400.000 đến 500.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang, tùy theo anh em mua sản phẩm như thế nào, tùy theo anh em mua hàng rẻ, hàng đắt. Đấy, còn kẹo nhà em lấm, motor, sờ lung đầy đủ tất cả size luôn cho anh em. Thì giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nếu anh em kẹo không kiểm, không xem hàng, xin chào anh em, gặp lại.